Xin chào mọi người nha. Em có cái cục này là cục từ nha. Cục từ xài điện 200V nha. Cắm điện dân dụng, điện nhà vẫn xài bình thường nha. Đó, bật lên là sáng này. Tắt. Thì cục này ở trên đây người ta có ghi là AC 200V đây. Khối lượng hết là 250kg. Thì em có thử rồi. Hết cũng khá mạnh nhưng mà em không có đo ký được nha. Thì cái đường kính đáy của nó là 105 nha. Thì cục này nó còn khá là đẹp nha mọi người. Em đang cắm điện nha. Đây, bật điện đây nè. Hết điện. Hết đây là nó hết. Bật lên đưa vô là nó hết liền. Lực từ nó hết mạnh lắm nha. Cái này mình ráp cho cổng nha. Thì cậu dây điện này là 5m nha. Cậu dây điện kèm theo theo nó luôn nha. Cục này cũng được Canatru nha. Ở đây có mã số đây, mình có thể tra mã số ở đây nha. Lớp sơn còn khá đẹp nha. Có một số chỗ nó tróc. Nó tróc sơn. Nói chung là cục này tương đối đẹp. Ai cần thì liên hệ em nha.